Đây là món chả cá lăng hấp lá gừng mà bà và mẹ mình hay làm vào mỗi độ cuối thu khi bụi gừng trong vườn đã lên xanh tốt và đượm hương. Lá gừng tươi vừa là bài thuốc quen thuộc trong Đông y, vừa là thứ gia vị thơm nức cho nhiều món ngon. Khi thu hái lá gừng, trên cùng một thân gừng thì lá gừng già, lá gừng bánh tẻ hay lá gừng non đều có mục đích sử dụng khác nhau, tạo nên phong vị tinh tế và kết cấu uyển chuyển, khiến cho món ăn thêm thi vị. Chả cá lá gừng thì có vẻ ít người biết đến như chả cá Lã Vọng, vốn là món ngon đã quen thuộc khi nhắc tới ẩm thực Hà Nội. Nếu như chả cá Lã Vọng dày dặn nhiều tầng gia vị, lại được ướp màu vàng nghệ đẹp mắt, thì chả cá lá gừng lại mang dạng thức tinh giản hơn khi không dùng gia vị nhuộm màu, chỉ dùng duy nhất một loại gia vị khi nêm nếm, tạo nên vị tinh và thanh, tôn được màu sắc, mùi vị và kết cấu nguyên bản của một miếng cá tươi ngon.